Thưa quý vị, thống kê từ Bộ Y tế, có 100% người bệnh tử vong vì bệnh dạy là do không tiêm phòng vaccine khi bị chó mèo cắn hoặc tiêm không đúng đủ liều theo hướng dẫn. Trong đó có 44% là do chủ quan vì bị chó nhà cắn, 16% không tiêm vaccine mà chọn đi lấy nọc hoặc uống các loại thuốc theo dân gian, 11% là do thiếu kiến thức, 29% còn lại là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân phổ biến là không có tiền để tiêm phòng. Thực tế này tại Bến Tre như thế nào? Rào cản từ số tiền tiêm chủng vaccine hiện là một trong những nguyên nhân bề nổi, khiến cho không ít người dân tử vong vì bệnh dạy. Mỗi trường hợp bị chó mèo cắn cào phải tiêm phòng với chi phí ít nhất là hơn 1 triệu đồng tại điểm tiêm phòng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Tuy nhiên, do nguồn vaccine đấu thầu của CDC gặp khó nên vaccine dạy đã hết từ tháng 9 2023 đến nay. Người dân muốn tiêm phòng phải tiêm ở các cơ sở tiêm dịch vụ với chi phí khoảng 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng. Thậm chí có những trường hợp đánh giá nguy cơ bệnh dạy nguy hiểm, bị chó mèo có biểu hiện dạy cắn thì số tiền tiêm ngừa lên 3 triệu đến 4 triệu đồng, vì phải tiêm thêm các loại thuốc khác như huyết thanh kháng dại, uống dán. Đó là chưa kể các khoản chi tiền xe đi lại và nghỉ việc để đi tiêm phòng. Có thể với rất nhiều người thì số tiền này không đáng là bao, nhất là khi nó đem đến sự an toàn tính mạng. Tuy nhiên thực tế với những lao động làm công việc thời vụ, thu nhập bấp bênh thì đây là khoản tiền không nhỏ. Việc mà tiêm đầy đủ vaccine dạy đôi khi mất nhiều tiền, đặc biệt đối với bà con nghèo. Nếu mà chích đủ 5 liều vaccine dạy, chích thêm một mũi serum dạy, điều trị thêm, cho thêm cái thuốc kháng sinh để đi ngăn ngừa cái nhiễm trùng ở tại vết thương, thêm một cái mũi ngừa uốn ván, thì chi phí nó lên có thể đến 3-4 triệu đồng trong một trường hợp. Mà đây là một cái khó cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Thì vấn đề tôi có tiền là tôi chích ở đâu cũng được, vì tôi có tiền, tôi có điều kiện. Còn chích là cái giá là 495 ngàn, nhưng mà bây giờ 1 triệu tôi chích cũng nổi nữa, tôi có điều kiện. Còn đây là những người này nè, tham gia cái mà ở địa phương làm dân phòng, rồi đó là chờm sớm đây, quá nghèo, có khoảng chừng 10 hộ không có tiền để chích. Chỉ khi chúng ta đặt mình vào vị trí của những hoàn cảnh nghèo khó để cảm thông thì mới có thể hiểu hết cái nhọc nhằn khó khăn trong cuộc sống của họ. Lo ăn ngày 2 buổi còn khó thì tiền đâu để đi tiêm ngừa. Và lúc này nếu áp vào họ định kiến về sự chủ quan, về sự thiếu hiểu biết liệu rằng đã đúng. Bởi nếu có điều kiện kinh tế sẽ không ai đem tính mạng để cược với rủi may. Giá 1,5 triệu đồng, không cách nào có tiền chích. Cái thứ hai nữa tôi... Cái quan điểm bức xúc nhất của tôi, tôi muốn hỏi bên ngành y tế của tỉnh Bến Tre, bên dự phòng, nó có một cái điều quá vô lý. Bởi vì tại sao tỉnh Bến Tre làm ngành y tế dự phòng không có thuốc để chích, mà tại sao ngoài siêu thị là có thuốc để chích? Gần đây có nhiều bà con gặp khó khăn. Khi mà tiêm mà lên bác sĩ nói nhiều tiền như vậy, bà con bỏ, không tiêm. Cho nên là chính quyền địa phương cũng phải cố gắng hỗ trợ, có phương án để giúp cho những bà con nghèo ở địa phương mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vận động tài trợ hoặc nguồn quỹ địa phương hoặc như thế nào đó, để chúng ta giúp cho địa phương. Còn đối với tỉnh thì cũng có nguồn để hỗ trợ cho những trường hợp này, nhưng mà nguồn không có lớn. Và khả năng bao quát của tỉnh thì không thể bao quát đến từng địa phương được. Vì thế, đây là vấn đề mà chúng ta cần thực sự quan tâm, không chỉ có ngành y tế mà của chính quyền các cấp, nhất là tìm giải pháp tháo gỡ trong việc mua vaccine tiêm phòng dạy cho CDC và các trung tâm y tế tuyến huyện, đáp ứng đủ nhu cầu tiêm phòng của người dân khi bị chó mèo cắn với chi phí thấp nhất.